Hôm nay chúng ta thử khử màu nước thải dệt nhuộm bằng hóa chất TM01 0,1% polyanion 0,01% và PAC. Đầu tiên chúng ta hãy chỉnh pH bằng 8. Khi bằng 8 rồi chúng ta bắt đầu cho khử màu vô. Chúng ta nhớ là khử màu TM01 chỉ có 0,01%. Sau đó chúng ta sẽ cho máy quay. Trong khi chờ đợi 10 phút thì chúng ta hãy đo độ màu của nước đầu vô bằng cái chai nhỏ ở dưới này. Như vậy độ màu đầu vô là 5159 PTCO. Rồi chúng ta hãy quay lại. Bây giờ là còn 9 phút nữa. Tốc độ quay 120 vòng trên phút. Rồi chúng ta sẽ thấy hiện nay là đã có bông rồi. Trong khi nước không có hóa chất thì không có bông. Đây là chai mà chúng tôi đã làm trước đó, cũng một liều lượng như nhau. Chút xíu nữa các bạn sẽ thấy kết quả. Bước kế tiếp chúng ta sẽ cho PAC 5%. Chúng ta thấy là bông cũng đã rất là nhiều rồi. Để rút ngắn thời gian thì chúng ta cho PAC anion 0,01%. Chúng ta thấy cái ly bên phải đó thì chúng tôi cũng mới làm.
xong chút xíu để không mất thời gian thì chúng ta sẽ đo thử độ màu của cái cốc bên phải. Công ty TMH đã có 10 năm kinh nghiệm trong vấn đề hóa chất xử lý nước thải. Trong khi chờ đợi thì cháu lấy cái chai bên phải là đo độ màu. Đây là lọc thô. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đo sau xử lý. Đây là nước thải sau khi xử lý bằng TM01 bằng 111. Tức là nó giảm tới 90 mấy%. Đúng không? 97%. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại. Buổi ra test hôm nay kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.